Một vũ
rất biết chơi, mà tôi đây chính là người đạo diễn. Cái gì? Múa hả? Đúng vậy, một vũ khúc do tiên nữ sẽ trình diễn vào giờ kết thúc. Mấy ông thì đem rượu, đem đào tiên, đem thức ăn chay tới, thì tôi nè, tôi lo cái phần văn nghệ, tôi đem món ăn tinh thần lại. À, ăn uống xong rồi thì sẽ có phần văn nghệ giúp vui để chấm dứt cuộc tiệc. Chút xíu nữa thôi, ông sẽ thấy tài đạo diễn của tôi. Một vũ khúc dịu dàng, một vũ khúc mơ màng, một vũ khúc lâm ly kỳ ảo, vô cùng là đặc sắc. Có phải cái điệu múa hồi năm ngoái không? Hấp dẫn hơn nhiều. Nói thiệt cho bà mừng nha. Năm ngoái ngồi coi cái điệu múa đó xong rồi á, mấy ngày sau tôi còn ngây ngất. Thấy chưa? Tôi nói mà, tôi đạo diễn thì cũng phải là phải ngất ngây chân giác hoài vậy đó. Đúng rồi, tôi chóng mặt ghê lắm. Cái điệu múa gì mà nó lộn xộn, kẻ đứng lên rồi người ngồi xuống, kẻ mập người ốm, kẻ cao người thấp, không có điều có gì hết, nó giống cái hàm răng súng ghê. Trời ơi, ông không có mắt văn nghệ mà. Nhưng mà năm nay á, tôi nói thiệt với ông đó nha, năm nay á tôi tập kỹ lưỡng lắm, cho nên ông sẽ thấy các nàng tiên của tôi nha, múa tôi nói đều như trái bách vậy. Này các chư tiên, dạ, tiệc mừng thọ của trẫm tới đây coi như là kết thúc. Trẫm cho phép các khanh được lui về ngủ nghỉ. Dạ khoan, chuyện gì nữa? Dạ tâu thượng đế, dạ còn tiết mục của thần. Còn tiết mục gì nữa vậy Tây Dương Mẫu? Dạ còn phần biểu diễn của các tiên nữ với vũ khúc rất hay. Mà thần đã dài công dàn dựng đổ mồ hôi biết mấy năm nay rồi. Vũ khúc đó kêu là vũ khúc gì? Dạ vũ khúc nó mang tên là Mi Trắng Mi Đen. Xin thượng đế cho phép biểu diễn để giúp vui cho ngày hồi. Được rồi, cứ vũ mà có tập vợ kỹ không hay là để dễ vũ đại đó. Dạ, hạ thần đã tập rất kỹ lưỡng rồi. Dạ, xin phép Ngọc Hoàng. Các tiên nữ đâu? Mau ra đây xếp hàng cho ngay ngắn. Đứng cho ngay ngắn. Bày sụp Ngay vô rồi. Trình diễn nha, bắt đầu nha. Vũ khúc với trắng với đen bắt đầu nha. Đó. Dạ thưa, để giúp vui cho Ngọc Đế và chư thánh chư thần, nhớ nghe, múa cho đều nha. Chuẩn bị. Múa. Trời ơi, người không biết thưởng thức nghệ thuật mà bài hát ta hay vậy mà ngủ hết trơn á. Trời ơi, chuyện gì mà khiến cho cá tiên tình? Trời ơi, tôi đau tim. Các tiên ông tiên bà đều thất kinh, người thì mắt mài tay mét, kẻ lại run rẩy tay chân. Bơ này dù giới trần gian có điều biến động, canh mau ra trước cửa thiên cung, giám sát việc chi đồn vào đây báo lại. Dạ muôn tâu bởi tuổi già mắt kém, xin thượng đế cử người khác đi dùng. Vậy thì Tây Dương Mẫu đâu? Dạ em mau lãnh linh đi liền. Dạ thần còn vẫn phải đi tìm, các tiên nữ đã thất lạc tứ tung. Vậy thì biết ai ra trước ông trời.
hoàng. Thần thầm nghĩ đây là biến cố vô cùng hệ trọng. Mà đã là cái việc vô cùng hệ trọng thì người được cử đi phải là người có chức vụ vô cùng là nhỏ. Hả? Chuyện hệ trọng mà cử người có chức nhỏ sao? Dạ, vì người có chức nhỏ là người ít công lao, giao việc hệ trọng cho họ để tạo cơ hội cho họ lập công. Chứ chúng thần công trạng đã có nhiều rồi, nay gánh thêm nữa sợ mang tiếng là không khiêm tốn. Dạ đúng vậy đó Ngọc Hoàng ơi. Nhưng mà ta biết chọn ai có chức nhỏ nhất đây. Dạ Ngọc Hoàng khỏi lo, thần đã nhắm kỹ rồi. Thần xin đề cử một vị tiên tép riêu, đó là Thiên Lý Nhãn. À, có phải là kẻ nhìn xa thấy rõ nhất thiên cung này không? Dạ phải. Nhưng làm tiên mà cả trăm năm rồi mà chưa lần nào được lên chức cả. Tại vì gã cứ nhìn trộm những cái chuyện không được phép nhìn của cung thiên đình. À, ta chuẩn nghe lời đệ cử. Vậy Thiên Lý Nhãn đâu bước ra phục lĩnh? Dạ, thần Thiên Lý Nhãn xin ra mắt Ngọc Hoàng. Đó, Ngọc Hoàng thấy chưa? Nó được đề cử đi, nó mừng chảy nước mắt đó. Tông Ngọc Hoàng, và tuy thần của tài nhìn xa thấy rõ, nhưng phép thuật cơ thì chẳng có bao nhiêu. Và nếu phải một mình ra giám sát trần gian, và thần vô cùng e ngại. Đừng lo, không có đi một mình đâu mà sợ. Ủa vậy bà đi với tôi em? Mày, ta là hàng đại tiên mà đi với tiên tép riêu hả mày? Sao được? Dạ, Tâu Ngọc Hoàng Thượng Đế, thần xin đề cử một vị tiên Hoàng sẽ cùng đi với Thiên Lý Nhãn. Tiên Hoàng? Dạ Hoàng. Ai? Dạ, đó là người có lỗ tai to như tai voi, xa trăm dặm mà tiếng thì thầm nghe cũng rất rõ. À, có phải là Thuận Phong Nhĩ? Y chang. Tiểu tiên vừa bị ta quở phạt vì cái tội nghe lén cái chuyện của ta đó không? Dạ đúng vậy rồi, tại cái lỗ tai to mà cái thân nó bị hại. Làm tiên lâu đời rồi mà chức vụ cũng chỉ còn có bé tẻo teo. Được, trẫm chuẩn tấu. Bây giờ hãy lắng nghe lời ta phán. Còn bằng không thì ta truyền xẻo tay môi mắt cho muốn đời hết ngó hết nghe. Đi mau mau đi. Nhẹ ơi. Cái gì kêu dữ vậy? Trời ơi, tôi đã sợ đi một mình tôi ớn muốn chết luôn mà đi với ông. Sao ông cứ rề tuốt sau lưng vậy? Đi phải đi kẻ trước người sau. Cái tôi đi sao ông đi trước? Tôi nhường ông lập công đó, còn đòi hỏi gì nữa? Dạ không dám đâu. Dạ không dám lập công đâu. À, thôi ông ơi, tới đây cũng gần trần gian lắm rồi, thôi mình dừng lại ở đây xem xét đi nha. Ờ, vậy cho nó an toàn. Nào, dĩnh tay. Dương mắt tám hướng bốn phương xoay mối rình mò xem chuyện gì quái gì. Thấy rồi. Thấy cái gì? Đó ông thấy không? Ở hướng tây kìa. Đâu? Đó, có gì ta, có gì ông thấy không? Có gì? Ông già cuốc đất. Đồ vô duyên. Sao vô duyên? Ta hỏi anh nè, tự nhiên thấy ông già cuốc đất. Hỏi anh chứ mà ông già cuốc đất bình thường làm sao gây ra một tiếng nổ long trời lở đất làm cho giật mình cả đám. Nhìn hướng khác đi ông ơi.
Thấy rồi. Ở hướng đông. Đâu. Có trai núi tự nhiên tan vỡ, bụi mù trời đã chạy cát bay. Đèn kia gây tiếng nổ kinh hồn, làm Ngọc Hoàng và Thần Thanh phá cái rung. Hãy để ta xem có còn chi tay chân nó lòng thòng mà mình đầy lòng. Ủa à, cái con gì vậy? Ta còn không biết nữa, ta thấy cái miệng nó lép nhép đâu. Ông nghe thử coi nó nói gì vậy? Để cho ta nghe thử coi nha. Nó đang chửi ông đó. Không phải, nó đang cảm tạ trời đất đã sinh ra nó. Cảm tạ hô chửi thôi nè. Ta xem thì thấy con vật này có vẻ hiền lành vô hại. Thôi bây giờ ta mau tức tốc trở về trình lại cùng Ngọc Đế. Dạ, chúng thần là Thiên Lý Nhãn, Thuận Phong Nhị, sinh ra mắt Ngọc Hoàng. Sao, các ngươi đã nghe đã thấy những gì? Dạ, theo lệnh truyền của Ngọc Đế, chúng thần dội cấp tốc tung mây lướt gió xuống trần gian cho rõ sự tình. Mới hay là Đông Thanh Thần Châu có núi đa tự nhiên tan vỡ, sản sinh ra một con vật lạ, có chân tay mà lâm la khắp mình. Dội về đây báo lại thiên đình, cho Ngọc Đế tỏ tường minh bạch. Minh bạch cái mà minh bạch, đá mà sanh ra vật à? Con vật gì mà có tay chân lại đầy lông lát? Có tay có chân mà mình đầy lông lát, vậy là con gấu. Dạ không phải đâu. Dạ con này nhỏ hơn con gấu mà lại có cái đuôi dài nữa. Dạ thâu Ngọc Đế, tại Ngọc Đế lâu ngày ở xuống trần gian nên không rành về các con vật ở dưới. Cho thần thì thần rành lắm, nhiều lắm, rành tới 8 câu lận. Dạ mới nghe qua là thần biết liền hè. Cái gì vậy, là con gì? Dạ mình đầy lông lá mà lại có cái đuôi dài, đích thị là con chuột. Tầm bậy hoài. Không phải con chuột chứ con gì? Để ta hỏi cho rõ ràng đó. Nè Thiên Lý Nhãn. Dạ. Có phải lông nó nhiều lắm phải không? Dạ phải, nhiều lắm. Cái mỏ nó nhọn nhọn phải không? Dạ nhọn quá à. Vậy thì Tâu Ngọc Hoàng đó chính là con chó đó. Dạ không phải con chó đâu. Dạ con chó tôi biết mà, không phải con chó đâu. Thôi. Các người tối ngày cứ quanh quẩn chốn triều đình nên không có giúp ích gì được hết. Có con vật mà ta hỏi cũng không biết mà trả lời. Này Thuận Phong Nhĩ. Dạ. Cái tiếng kêu của nó là sao? Dạ muôn tâu, thần nghe nó kêu khó khăn. Con gì mà kêu khó khăn? Con chó nó sủa và gầu gầu. Còn con chuột thì nó kêu chút chết ta. Còn đâu nó cũng biết nhầm từ. Vậy con gì mà nó kêu khó khăn? À đúng rồi, chính là con tỷ. Vậy tiếng kia là cái giá ra đời. Này chung đệ tử. Dạ. Ta vừa phát giác có kẻ lạ đột nhập vào Tà Nguyệt Tam Tinh Động, vậy các ngươi hãy lùng kiếm bắt giải tới đây cho ta. Dạ. Cái gì mà đau. Đứng lại. Dạ bác sư phụ, chúng con đã bắt được kẻ lạ. Đó là một con khỉ có dáng cao lớn như người. Mau giải nó tới đây cho ta hỏi. Giải nó tới sư phụ hỏi tội. Từ từ trời té xô người đẩy. Ôi người đẩy đừng vô lông. Trời đất ơi lỗi nhóc. Trời đất ơi rồi rêm mình hết trơn rồi. Trời ơi này con khỉ kia, hãy mau khai tên họ, sinh quan ở nơi đâu, tại sao lại lẻn vào đây? Dạ trước khi đầu đuôi phân cạn, xin cho phép tiểu nhân được hỏi vài câu. Đây có phải là Động Tà Nguyệt Tam Tinh, và người cũng chính là Tu Bồ Đề Tổ Sư đúng vậy? Dạ con kính dâng lên sư phụ, ba lại thành tâm xin được nhập tiên môn.
Nhưng ngươi là ai, gốc gác ra sao mà muốn theo ta làm đệ tử? Dạ đệ tử ở Đông Thắng Thần Châu, nước Ngao Lai, núi Hoa Quả, động Thủy Liêm. Lão! Dạ dạ thật thật. Mi là kẻ ăn gian nói dối, thì làm sao thành chánh quả được mà đòi theo cái tu hành? Sư phụ! Chúng đệ tử đâu? Dạ! Mau tông tổ nó ra khỏi động. Sư phụ! Sư phụ! Đệ tử nói thật chứ đâu dám vô gian, xin sư phụ xét lại. Mi nói thật thà, sao lại dám bảo là Đông Thắng Thần Châu? Từ nơi đó đến đây cách hai lần biển lớn, làm thế nào đi đến được? Sư phụ! Sư phụ ơi, con thề có quỷ thần chân giám là không bao giờ gian dối. Thân được sinh ra từ trong núi đá, làm bạn với cỏ cây và thú dữ nơi núi thầm non ngàn. Đã bao năm được loài khỉ phong dương, trong thủy viên động uy hoàng. Nhưng qua quả sơn không thể bước chân kẻ nuôi chi lăng. Đệ tử muốn xóa tên mình khỏi sổ tử vong, nên mới cắt bè dược muôn trùng sống giữ ra đi, mong tìm nơi học đạo để thọ ngang trời đất. Suốt mười mấy năm chân lưu lạc nên đến nay mới gặp được người đưa đường chỉ lối. Ai chỉ cho ngươi đến đây? Dạ con gặp được tiểu phụ chân núi Linh Đàm, phương thông bách lối dẫn đường, mới biết sư phụ đang truyền đạo thần tiên. Xin thầy thú nhận con làm đệ tử. Tên họ của ngươi là gì? Sư phụ ơi, mới sinh ra từ đá, không có mẹ cha, không ai nuôi dưỡng, nên chẳng có tên có họ. Những bao nhiêu người chỉ có lũ khỉ ở sơn động Thủy Liêm gọi con là Mỹ Dương Hồng. Gặp được tôn sư là số không có hồng phúc tôn sư. Vậy xin thầy mở lòng cứu con thoát khỏi dòng quan nghiệt tử sanh. Thầy theo ta thì phải từ bỏ xa hoa trong tam bạc tiền, suốt kiếp ăn chay để nhất là không bao giờ lấy vợ. Nếu được sống lâu sống dài sống mãi thì con có màng gì cá thịt với dây nhanh. Nếu ngươi có tâm nguyện như thế thì được rồi. Kể từ bây giờ ta sẵn lòng cho ngươi nhập vào hàng đệ tử. Dạ, cảm ơn sư phụ, cảm ơn sư phụ. Dạ, cảm tạ sư phụ. Trời ơi. Nè, 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 đừng có nhảy nhót la hét như vậy chứ. Dạ, dạ, xin sư phụ tha lỗi, con mừng quá. Hãy đứng yên, đừng nhảy nhót nữa, để ta đặt tên cho. Có rồi. Có rồi, tên gì đó sư phụ? Từ nay ngươi sẽ mang họ Tôn. Tôn? Vì chữ Tôn bỏ chữ Khuyển ở bên đi thì còn chữ Tử, chữ Hệ. Tử có nghĩa là con trai, còn Hệ có nghĩa là trẻ nhỏ. Ui. Người hợp với bản tính trẻ nhỏ nên họ Tôn rất hợp. Hay, vậy mới làm thầy được chứ. Vô đây. Dạ, xin sư phụ tha cho đệ tử, vì bây giờ có họ rồi nên khoái quá. Còn tên con là tên gì xin sư phụ đặt luôn giùm nhé. Trong môn phái ta, ta thường sử dụng 12 chữ để phân ra đặt tên cho các hàng đệ tử. Đó là Quảng Đại Trí Tuệ Chân Như Tinh Hải Định Ngộ Chiêm Giác. Đến lượt ngươi chính là chữ Ngộ, ta sẽ đặt tên cho ngươi là Ngộ Không, có được không? Ôi. Bạch sư phụ, vậy là kể từ giây phút này đây, thân bơ vơ đã có nơi hồng thành lấy con được đặt họ tên Tôn Ngộ Không, quả số may nhất đời. Và dạ, bác thầy, con trộm nghĩ rằng đó thầy, con khỉ này tính tính nó trẻ con, nó hơi nhảy nhót làm sao tu hành? Không, nó có căn điện rất lớn, dấu hình hài mang kiếp vô xấu xa, nhưng mà tâm đạo rất cao, thầy tin tưởng chắc mai sau sẽ nên người. Dạ, con chỉ sợ nó tu hoài mà cốt khỉ vẫn hoàng cốt khỉ. Khỉ thành khỉ, không lẽ khỉ thành chồn?
Để ta nói. Dạ, con sợ nó làm nhọc công trì dạy của thầy. Thôi, thầy đã quyết rồi thì đừng bàn cãi nữa. Nào, Tôn Ngộ Không. Dạ. Con hãy vào trong tắm sữa để rủ sạch bụi trần, rồi thay xiêm áo chỉnh tề nhập vào hàng đệ tử. Tạ ơn xin. Rồi, kể như từ bây giờ ở động này, người phải sống chung, học chung, ăn chung với khỉ. Không chừng mai mốt đây có thêm một con cọp, một con beo nào tới xin học đạo nữa thì... Cha này xạo quá ta. Chừng nào trồng được sen vàng trên mặt lửa, trồng được sen vàng trên mặt lửa thì mới quay về cõi Phật tiên. Tại sao cứ chẳng chịu ngồi yên nghe ta giảng hả? Dạ, dạ thưa thầy, thái độ này chỉ có ở những kẻ tỏ ý chê bai thôi. Ngộ Không, người dám chê ta giảng dở hả? Dạ 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 dạ, con đâu dám. Con nghe sư phụ giảng đến cái chỗ nhiệm màu, đầu óc của con thấy mở mang vô cùng, nên khoái quá mới có điệu bộ như vậy đó chứ. Người bảo ngươi đã hiểu được chỗ nhiệm màu à? Vậy thì ngươi hãy nghe ta hỏi, người đến đây đã bao lâu rồi? Dạ thật tình con không biết bao lâu, con chỉ như khi bối đồ đông về, con thường đi vào rừng kiếm mũi, gặp một cây đào có nhiều quá ngon lành, con nhớ ăn được đâu qua năm bảy lần. Chỉ là người học đạo đã còn bảy năm, nhìn bảy năm qua sông trong đồng thách, con chỉ được dạy nấu cơm gánh nước sốt nhiều, và chỉ được nghe sư phụ giảng đạo hiền, chơi chơi được thầy truyền cho đạo trường sinh. Vậy thì hôm nay ta cho ngươi tỏi, hãy chọn trong 360 môn bàn, ta sẽ dạy cho ngươi đạo về chữ lưu. Dạ đạo trong chữ lưu có nghĩa thế nào? Thông suốt chữ lưu là bước to đức lớn, biết luyện thuốc tiên chữa bệnh muôn người. Vậy xin sư phụ cho con được khước từ. Tại sao? Vì con không muốn làm nghề lang y. À hay là ngươi học đạo trong chữ thuật, ngươi sẽ biết rất chữ lành ác thiện. Bạch thầy, con cũng không thích làm thầy bói. Vậy thì ngươi học chữ tỉnh có được không? Tỉnh là tỉnh tâm nhập định tham thiền, ngồi một chỗ há hàng thôi con ống học đâu. Con thị hùng lao kia bao nhiêu đạo ta bài, ngươi chẳng chịu môn nào thì viết dạy chi đây. Dạ bạch thầy, con chỉ muốn học đạo trường sinh bất tử. Trường sinh bất tử à? Nè, ta cho ngươi trường sinh bất tử nè. Ui da, ui da, ui da. Đáng đời con khỉ, được sư phụ truyền đạo phép mà chê hoài, không chịu học để sư phụ gõ ba cái vô đầu, như vậy chắc mi mới hài lòng ha. Hài lòng chứ.
hài lòng chứ. Đúng là con khỉ điên, dạy không học, chỉ thích bị gõ đầu. Chà, ở đây mũi quá, trời nó cắn đau quá. Ủa, ai mà lù lù bên giường ta vậy? Bạch sư phụ, đệ tử là Ngộ Không. Đệ tử quỳ đợi ở đây lâu quá rồi, mũi chích không dám đập, mỏi chân không dám duỗi ra, sợ sư phụ giật mình. Con khỉ kia, đêm hôm khuya mắt sao không đi ngủ lại đến đây làm gì hả? Dạ, vì hôm qua sư phụ có dạy, con đến để cho sư phụ truyền đạo trường sinh bất tử, nên con mới đến đây đấy chứ. Vô lý, ngươi đừng đặt điều. Hôm qua khi truyền đạo, trước thái độ chê ổng chê eo của ngươi, ta đã nổi giận lấy gậy gõ vào cái sọ khỉ của ngươi. Ta có dặn dò gì đâu. Dạ dạ, thầy dặn con rõ ràng vậy mà. Ngộ Không, dạ. Nghe ta hỏi, thế thì tại sao giữa lúc canh ba ngươi dám lẻn vào phòng ta? Hãy nói rõ cho ra, vì sao ngươi bảo do ta? Dạ đệ tử nghĩ rằng vào sáng hôm qua khi sư phụ lên giọng rầy la, chính là người ngụ ý sẽ chỉ dạy phép màu. Thầy gõ đầu ba cái là hẹn lúc cảnh ba, rồi xoay mình quay gót vào trong là bảo thầm con hãy đến cửa sau. Từ lúc cảnh ba con đã quỳ phục phục chờ đợi thầy truyền đạo trường sinh. Quả ngươi có duyên tiền nên mới hiểu được ý của ta. Lâu quá mới thấy sư phụ cười. Được rồi, kể từ nay mỗi đêm ta dạy cho ngươi quyền năng trường sinh bất tử. Nhưng phải nhớ, không được đem tài phép ra làm điều bất nhân thất đức. Không được cậy tài mà khoe khoang cao ngạo, nghe rõ chưa? Dạng tạ ơn sư phụ, đệ tử nguyện chẳng sai lời. Mà ngươi muốn học bậc nào? Bậc thiên cương thì có 36 tài biến hóa, còn bậc địa sát thì có 72 phép thần thông. Để coi, một bên là 36, một bên thì 72, mà 72 thì nó gấp đôi 36. Dạ bạch sư phụ, xin sư phụ dạy con loại 72 đi, loại đó thấy nó nhiều hơn. Vậy thì hãy xích lại gần đây, ta bắt đầu truyền ngươi 72 phép thần thông của diệu pháp. Tớ suốt đời làm khí chỉ có biết trèo leo, nên ủ bê lo sầu, sợ duyên như lấy đầu. Nay học được thành thông, thật suốt đời Ngộ Không. Chơi với mi còn học
sao bọn ta nữa, làm sao nhảy qua khỏi chỗ này được mà đòi tham gia? Tránh ra cho ta nhảy, để lên. À, thì ra các huynh đang chơi trò nhảy cao hả? Mà sao nhảy qua có chút xíu hả? Con khỉ này xạo quá ta, cao qua khỏi mấy cái đầu mi nó thấp hả? Thấp lắm, cỡ này con dế con cào cào nó còn nhảy qua được chứ đừng nói chi tới đệ. À, mày muốn chọc quê bọn ta đó hả? À, vậy thì ngay tức khắc phải nhảy qua liền, nếu không qua khỏi ta đập què giò còn bóp cổ nhổ lông cho bỏ tối ba qua nhảy mau con khỉ kia. Để còn nhảy được tới 10 vạn dặm thì có xa chị mấy đứa con còn cả ngày nhắc nước nấu bếp qua nhà, làm sao ngươi thấu rõ được phép màu nè, ngươi học ở đâu mà bảo như chim bay bay tới mây xanh. Này chứ huynh đệ, hãy cho nó một trận. Các huynh hãy xem này, thép cần đấu vật. Coi đây nè. Cao dữ vậy ta. Đó, các huynh thấy chưa? Đệ đâu có nói dốc. Quá là nhanh hơn chim cắt, mới nháy mắt đã ở tuốt ở trên mây. À, nè, ngủ không? Làm sao ngươi biết được phép đằng dân này? Dạ. Đó là để tự học. Tự học hả? Ờ. Lão, thiệt mà. Chắc chắn phải có người dạy cho mi. Nếu mi không nói á, ta sẽ mét sư phụ. Đừng. Các huynh mà mét thì sư phụ sẽ quở phạt đệ đó. Vậy thì mi hãy nói đi, ai dạy cho mi? Tôi nói không được, được nói không được. Mi không nói ta mét sư phụ à? Nhưng mà các huynh hứa đừng có mét lại cho sư phụ biết nghe chưa? Rồi, ta hứa nếu ta mét á, thì ta sẽ bị kiến cắn không? Nhẹ quá. Nếu vậy thì gà mổ. Rồi đó, nói đi. Chị không? Ai đã dạy cho mi? Đừng nói lớn. Chính sư phụ đã dạy cho đệ đó. Hả? Chính sư phụ? Phải. Ủa, lúc nào? Sao bọn ta không biết? Làm sao mà các huynh biết được? Vì sư phụ chỉ dạy cho đệ vào lúc nửa đêm khi các huynh đã ngủ say. Tính đến nay cũng được 5 năm rầm, đệ đã biết và đã luyện xong 72 phép thần thông. Nếu ngươi thật lòng không đặt điều dối gạt thì hãy trổ tài. Khi bọn ta tận mắt được xem qua thì trong dạ mới tin. Vậy giờ đây để dùng phép là qua kiếp đại huynh thành một con dê. Không á, ta nghĩ rằng nếu có tài ba, ngươi hãy tự biến mình thành một cây thông. Vậy không? Vậy sẵn đây đất rộng để xin biến dạng cho các sư huynh một phen nảy mặt xem đây hồ biến. Hay quá. Cành lá xum xuê, giữa trời mọc thẳng, không còn sót một cọng lông khỉ nào. À, con khỉ này quá là tài giỏi à. Chuyện gì mà mỹ thế kia? Chúng con kính lại tôn sư. Ta đã dặn các ngươi, đã quát lớp áo tu hành thì phải giữ tâm điềm tĩnh. Cơ sao lại cười nói ầm ĩ làm náo động không khí tịch liêu? Ai đã bày ra trò đùa giỡn như thế này? Dạ bạch thầy. Ủa lạ kìa, ta nhớ giữa khoảng sân này bao giờ cũng thoáng, hôm nay sao lại có cây thông già cỗi xù xì chim chỗ? Dạ bạch thầy, chúng con không dám giấu, số là Tôn Ngộ Không khoe có phép thần thông, chúng con bảo trổ tài nên Ngộ Không biến dạng thành cây thông to lớn. Chúng con vô ý reo hò khen ngợi, lỡ làm kinh động đến tôn sư, xin sư phụ rộng lòng thứ tội. Thôi, các ngươi đã đi về tư phòng hết đi. Xin vâng lời sư phụ. Ngộ Không, mau trở lại hình hài cho ta dạy. Dạ, đệ tử xin kính lại sư phụ. Ngộ Không. Dạ. Ngộ Không,
người nghĩ như thế nào mà lại đem phép thuật ra đùa cợt? Cái công phu như thế là để cứu khổ độ đời, hay là chỉ đem ra khoe khoang cùng thiên hạ? Bạch sư phụ, chỉ vì ham vui nên dũng suy nghĩ, xin sư phụ tha thứ tội cho đệ tử. Tội ngươi không thể nào tha thứ được. Sư phụ, ngộ không, có phải chính ta đã đặt tên cho ngươi không? Dạ phải. Dạ cũng có phải chính ta đã dạy cho ngươi 72 phép thần công? Với lời nhắn nhủ là không được quên quan tự cao tự đại. Dạ phải. Ngộ không, người đã phụ lòng ta rồi. Bạch thầy, con tại sao, tại sao ngươi dám cãi lời ta? Tôn sư, tôn sư ơi, một lần lầm lỡ con đã ăn năn, xin tôn sư tha thứ tội tình. Con nguyện sửa mình không tái phạm lần sau. Không thể được. Một lời của ta như đã nền điện, người hãy mau rời đi khỏi nơi này. Sư phụ, tìm đường trở về qua quả sân. Sư phụ, ta không thư dung cho kẻ nghịch đồ. Sư phụ ơi, xin hãy rộng lòng với ngộ không. Ngộ không ơi, đã 12 năm qua ngươi sống nơi đây, đã quen thuộc từng cành cây ngọn cỏ, thì lòng ta đối với ngươi cũng muôn vàng thương mến. Hôn chi ta lại cùng ngươi thức trắng luyện đạo trường sinh, suốt bao nhiêu đêm dài canh vắng, mà giờ đây phải cách xa, thì tim ta có là sỏi đá cũng rưng rưng nỗi thương sâu. Nhưng vì lời thề nguyện năm xưa ngươi đã sai lời, vậy thì đừng cầu xin làm chi nữa, hãy thu xếp lên đường trở lại quê xưa. Và phải khắc thực ghi tâm lời ta dặn, không bao giờ trở bước lại nơi đây, và cũng không được khá môi cho ai biết rằng chính ta đã truyền thụ phép màu. Nếu ngươi phạm vào những điều ta cấm kỵ, thì ta quyết chặn dung tình, nghe rõ chưa? Sư phụ, công lao của tôn sư như trời bể, phải cách xa người lòng con tan nát. Ngộ không, hãy đi đi. Sư phụ ơi, con rời quê hương đến nay đã 20 năm ròng rã, được sư phụ thương tình giải thoát kiếp trầm luân, được nghe tiếng từ bi của sư phụ soi đường, tôn ngộ không mới thoát đời cầm thú. Sư phụ ơi, 10 mấy năm qua nghĩa ân sư con chưa kịp đáp, thì ngày nay rơi lệ tả tầm. Đường về quá qua chấp chung hành trang, cô dường những điều thiện tâm. Đường về còn quá xa xăm, đừng lưu luyến nữa, hãy lên đường đi thôi. Sư phụ,
Con kính lạy sư phụ. Ngộ Không xin tạ từ sư phụ. Ba lạy này xin vĩnh biệt tà nguyện tam tinh đồng. Khỉ con đâu hết rồi cả. Bơ này lũ khỉ độc, khỉ đuôi dài, khỉ đuôi ngắn, dường trắng dường đen, chúng bị đâu cả rồi? Mau 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 ra đón đại vương Thủy Liêm Động đây. Sao im ru vậy cả? Cảnh vật thì sơ sát tiêu điều, còn cửa động lại im lìm đóng cửa. Bơ này khỉ lớn khỉ bé, bộ chúng bay chết hết rồi sao? Ờ kìa, đại dương. Đại dương đã về. À, lão dương già, tới bây giờ mình vào lão vẫn còn sống mà. Còn bọn khỉ con đâu cả rồi? Đại dương, đại dương đi đâu mà 20 năm trời biển biệt, để cho chúng tôi thương nhớ mỏi mòn như thế này. Thôi đừng khóc nữa. Cái mặt của lão bình thường đã không thấy lý gì làm đẹp rồi, giờ khóc than nhăn nhó lại càng xấu thêm. Đừng khóc nữa, nói cho ta nghe. Đại vương ơi, bọn tôi tưởng đại vương đã chết mà, chết tuổi ở đâu rồi chứ? Làm sao mà chết được? Ta đã tìm được tiên nhân và theo đuổi con đường chính đạo. Đến nay ta đã tinh thông được phép hồ phong quán vũ, có thể đảo hải di sơn, dòng luân hồi kể như không còn tên tuổi của ta nữa. Ta lại có được một cái tên rất đẹp, đó là Tôn Ngộ Không. Đại vương quá là phước lớn, chưa sao. Này, nãy giờ ta hỏi lũ khỉ con đâu mà ngươi không trả lời lại thở than hoài vậy hả? Đại vương ơi, suốt nhiều năm qua dòng họ khỉ nhà ta bị dương quả lớn. Dương quả lớn? Hả? Quả gì? Đại vương ơi, đại vương từ biệt qua quả sơn đi, năm người có hay đâu? Bao tay ơn phú ngập nơi này, dấp vùi đời chúng tôi, gây tan nghe lạc đàn. Sao? Tại gì? Bởi tại ai đây? Hãy mau nói liền cho lão tôn hay. Lũ ma dương tự động thủy tán bảo tàng, ê thế mạnh tràn về chiếm đồng Thủy Liêm. Lòng chống cự nhưng sức yêu nên đành chịu xa cơ, mau hận lai lan tung trào, chỉ còn biết khóc với trời cao. Nay đại vương hồi hương là còn mãi cơ nghiệp, chúng tôi còn mong thoát cánh nhục nhằn. Lũ điệu quay nào quá to gan. Đại vương ơi, từ khi qua quả sơn tiễn đại vương về nơi chân trời quy bề, thì lũ khỉ chúng tôi không buồn nhảy nhót, chim không buồn ca, trời sầu đất thảm xuôi khóc quang tàn. Tội quá ha. Từng mùa trăng trôi qua mà chúng tôi còn chờ đợi mỏi thế mòn, nhưng bóng đồng chủ vẫn mịt mờ tâm can, chỉ có nơi này mau giọt lệ khóc thương.
lệ thương chưa cạn mà đã phải khóc cho gió táp mưa sa. Bởi lũ ma Vương thừa nhà dân chủ kéo tới đây ăn hiếp, khiến cho lũ khi mẹ khi con khi chồng khi vợ một phen hít vía kinh hồn. À, kẻ nào bạo ngược đến thế, nói cho ta nghe. Dạ, chung là lũ yêu bạo ngược. Con yêu cầm đầu tự xưng là Hỗn Thế Ma Vương. Hỗn Thế Ma Vương? Dạ, sức khỏe rất phi thường, có tài sử dụng đại đao vô cùng dũng mãnh đó đây. Hỗn Thế Ma Vương dám hỗn lao với con cháu của lão tôn thì coi như nó tận số rồi. Đại Vương ơi, nếu mà Đại Vương về chậm chừng một năm nữa thì chúng tôi chắc chắn tồn sanh và động Thủy Liêm này cũng bị chiếm mất. Bây giờ chúng tôi luôn đóng chặt cửa động, không dám ló mặt ra ngoài, ngày mất ăn đêm mất ngủ, ai nấy cũng đều ốm nhom ốm nhách. Họ nhà khỉ chỉ còn có non phân nữa, còn nửa kia đã bị chúng bắt giam cầm rồi. Chà chà là tức. Được rồi, hãy tiếp tục canh phòng sơn động để ta thanh hành đi hỏi tội Ma Vương. Ta đi đây. Xin Đại Vương cẩn trọng. Bên này mấy con yêu lớn yêu bé yêu già yêu trẻ, mau ra đây cho lão tôn hỏi nè. Nhược bằng cứ lũi trốn trong hang thì đừng trách lão tôn phá động tan quan cho đời chúng bay điêu tàn tơi tả. Bơ hỗn lao Ma Vương, con ngon ra đây đối mặt với lão tôn chứ đừng nghĩ lớn đầu mà đem hiếp mấy con khỉ nhỏ. Chính ta đây. Ý là ai? Động chủ động Thủy Liêm. Động chủ động Thủy Liêm? Sao mấy cười? Ta từng nghe bọn khỉ nói chúng của bọn Đại Dương đã xuất gia tìm đường học đạo. À, vậy bây giờ té ra là ngươi đấy sao? Chứ còn ai nữa. Quái gở, quái gở. Động chủ động Thủy Liêm té ra chỉ là một con khỉ ốm nhom ốm nhách, không đủ cho ta nhét kẻ răng. Gì ta ốm mà. Chỉ sợ lát nữa đây mi sẽ không còn cái răng nào nữa. Chứ đừng hòng đụng tới được sự lông của ta. Con khỉ này sao mà nó cười tiếng cười dễ ghét. Thân thì bé tẹo bé tẹo, trong tay lại không có binh khí, lại muốn đối đầu với ta hay sao? À, đối với cái lũ quỷ như mày, lão tôn chẳng phải nhọc công đâu, chỉ cần tay không cũng đủ ngắt cái đầu. Quả là một đại dương mà áo quần tơi tả. Hãy nhìn ta đây này, đầu đội mão kim ngôi, áo giáp màu lấp lánh như sao, như thế mới đáng làm chủ động Thủy Liêm. Ôi được rồi, để lão tôn sẽ phải cán là bao. Khi hồn của ngươi liền khói dương trần thì mũ máu áo màu sẽ thuộc về ta. Kẹt mà lối, chẳng lẽ nào một kẻ cao lớn vương vi như ta mà lại để bị mang tiếng là đi ăn hiếp con nít hay sao? Lão tôn là ông cố nội mày chứ con nít hả? Ê, đừng có hỗn nghe mày. Được, nhà ngươi muốn đối đầu thì đại gia cũng sẵn lòng giúp cho nhà ngươi du địa phủ. Nhưng dạ, để đáng mặt anh hùng. Sao? Đại gia sẽ không cần xài đến đại đao, mà chỉ cần đôi bàn tay hộ pháp này cũng đủ vẻ hồng giặc lông nhà mi. Được lắm, được lắm. Không ngờ yêu quá như mi mà học đòi làm kẻ anh hùng. Nào, đến đây lão tôn dạy dỗ cho. Tới đây, tới đây. Được lắm, được lắm. Vậy là chiều nay ta có dịp nếm món thịt khỉ già. Vì hãy coi đây. Xa. Ai dạ, con. Một kẻ nghe cái ba sườn đâu.
quá. Ây da, con người để một chiếc. Chà, con sát con giả, con sát con giả. Mệt, chà chà, không ngờ con khỉ già rất chắc đây là con quyền cước cao cường như vậy. Ôi cha trời ơi, nó để cái xương sống đau quá. Sợ rồi hả? Sợ à? Hãy nộp mạng cho bảo đao ta. Ê, không có chơi tay không nữa phải không? Thì ra cái lũ ma quay như bọn mày chẳng có biết hổ người. Vừa mới đây nói không xài bảo đao, nhưng khi thất bại thì phải tìm cơ hội để thắng kẻ thù. Anh hùng là kẻ quay. Nếu nhiều người muốn được tồn tình, mau quý lại đại gia rồi theo ta làm thân lâu la. Đừng có hy vọng để rồi dở mộng, lão tồn đã quyết lòng muốn chạy cũng đừng hòng. Con khỉ kia hãy gửi mạng cho đao ta. Chờ không 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 chém nữa đi, chém nữa đi. Tao chém nữa. Ví dụ ai không nữa. Chém gió, chém gió. Tại sao ta chém gió hoài vậy? Chém gió. Cho mày mệt luôn. Tao mệt quá. Con khỉ này không ngờ nó lẹ quá. Ôi, nghe đây. Bây giờ tới phiên lão tôn dở nghề ra đấy nè. Coi nè. Xì cũng vậy. Đang đánh nhau mà sao tự nhiên nó thò tay nó nhổ. Ô bi. Quay lạ quay lạ. Cậu ơi. Kinh khủng kinh khủng. 1, 2, 3, 4 10, 20, 30 cả trăm cả ngàn con khỉ. Khỉ đâu mà dữ dội vậy? Nào, trời ơi. Xuất lại bóp mắt bóp mũi nhổ đâu rơi được ta. Trời ơi. Ôi da. Xuất rồi lột cái mặt nó. Cậu ơi. Khỉ gì quá. Ôi da nó vào đâu. Rồi nó buông đau rồi. Trời ơi. Lượt bảo đau đem lại cho lão tôn. Trời ơi. Kể như nó đã thề. Nó tắt thở rồi, nó chết rồi. Hỡi lũ khỉ con, hãy đem mũ mạo của nó lại đây cho lão tôn mượn đỡ. Giờ đội cái mạo trước. Trời ơi, cái mạo gì mà bự như cần xé vậy nè. Không vừa. Rồi đưa áo đây cho ta mặc. Ô trời, cái áo gì mà quá gì nè, lớn như cái mền, làm sao ta mặc. Thôi mà cũng mặc, mặc vô cũng tạm được. Kể như thù đã trả xong. Hỡi lũ khỉ con, mau trở về vạn cũ. Đại dương. Ok. Ta nhớ ta thu lông về hết rồi mà. Còn cọng lông nào đây? À, khỉ nào đây? Dạ, thưa đại dương, chúng tôi là những kẻ bị giam cầm nơi yêu đồng, thân xác đã mỏi mòn, tưởng muôn kiếp không tròn, về Thủy Liêm đồng thân yêu. Rồi sao nữa? Bao nhiêu lần khóc than hận kẻ gây tóc tan, nay thay nổi đoạn đường được giải nhờ đại dương. Xích xiềng giờ đã mở, chim vui trở lại đàn, muôn lại tạ ơn vàng, đến thác vẫn còn mong. Thôi chiến sầu nay đã cạn, màu thu xếp dắt nhiều theo ta rồng đồng yêu. Dạ, xin đại dương cứ đi trước đi, chúng tôi sẽ từng bước về sau. Không được, không được, ta cần đấu dần lẹ lắm, làm sao nhận theo kịp. Tại sao đi sau là sao? Dạ đại dương ơi. Sao? Tại mệt quá rồi, chân cẳng bao ngày bị cùm bị trói, nó tê dại hết trơn à, đi mau không nổi. Tội nghiệp không? Được rồi,
để ta dùng phép rẽ mây đưa tất cả sớm về sân động. Chúng chúng ôi trời ơi, chóng mặt quá đại dương ơi, chóng mặt quá. Chị là con chậm đó, để ta tăng hết gà nghe, tăng hết nè. Kính chào Diêm La Vương. Ô kìa, Đông Hải Long Vương à, xin kính chào. Có chuyện gì mà rời biển xanh lấp lánh, dời gót rồng xuống cõi u minh tâm tối này vậy? Tôi đến đây là để gặp ngài à. Trước là thăm viếng, sau là nhờ cậy. Cảm ơn ngài đã có lòng thăm viếng. Tôi vẫn khỏe, vẫn còn đủ sức cai quản địa ngục A Tỳ. Còn nhờ cậy là chuyện gì vậy? Ủa, té ra ngài chưa hay biết gì sao? Hả? Mới vừa rồi biển đông nổi sóng. Biển đông nổi sóng à? À, chắc tại bão. Không, không phải do bão tố phong ba mà biển đông nổi sóng, mà vì một con khỉ tự xưng mình là Tôn Ngộ Không. Có pháp thuật tinh thông và tinh khí ngang tàng, nháy vào Long Cung gây sao trộn lung tung. Sao ngài chẳng ra quay xua đuổi kẻ ngang tàng, bình tôn một chúng cá trùng trùng, sợ gì kẻ ngông nghênh? Tôi cũng muốn ra quay nhưng ngại không đủ tài, đi giữa gương giáo sáng ngời trong hắn vẫn ung dung. Hắn đòi mở cửa kho bao vật của thủy đài, tìm binh khí để trổ tài cho thiên hạ khiếp quay. Tôi muốn chuyện êm xuôi nên sai bao quân hầu khiến đao quy kích thành, đem ra dân tặng hắn. Nhưng ngờ đâu con khỉ với dáng dấp nhỏ con lại có công lực cao thâm, món nào nó cũng chê. Nó chê thế nào? Nó chê quá nhẹ tay. Hả? Không có vừa sức. Ngài thử nghĩ xem, cái thiên vương quả kích nặng đến 7200 cân, vậy mà hắn cầm lên múa thấy nhẹ te. Thấy vậy tôi không quản hồn sao được. Sau đó tôi mới nói trong kho là không còn một vật nào quý hết, mà hắn không tin. Hắn sọc tìm khắp nơi, cuối cùng hắn đến tận đáy thiên hà. Đáy thiên hà. Và đòi cho được cây cột sắt thần của vua Đại Vũ, thời xưa đã dùng để đo sóng biển. Hả? Cây cột sắt của vua Đại Vũ nặng đến 13500 cân. Ờ, vậy mà hắn nâng lên nổi sao? Đúng vậy đó ngài. Chưa hết, hắn còn bắt buộc tôi phải tìm cho hắn một bộ giáp vàng. Nếu không có thì hắn sẽ phá tan thành thủy điện. Thật là quá quắc. Sao ngài không chịu bình phục, tướng mạnh trừng trị thử xem? Trong bụng tôi cũng muốn lắm, nhưng cứ sợ không chống nổi. Vả lại đền đài cung điện đã được xây cất công phu từ vạn kỷ, lỡ có can qua làm sập thì muốn dựng lại cũng là tốn kém lắm. Nên tôi mới đành bấm bụng mà làm thinh, vội triệu tập các em tôi ở biển Nam, biển Tây và biển Bắc về gom góp đủ mũ vàng, giáp vàng, dài vàng dân nạp. Đến lúc đó hắn mới chịu dời chân. Tôi tức có một nỗi là chẳng được một tiếng cảm ơn, mà chỉ nghe hắn cào nhào là làm phiền hắn quá. Thật là láo xược.
sao ngài không lập biểu dân lên thượng đế xin bên trời xử phạt kẻ nghênh ngang? Lập biểu dân lên thượng đế thì có khi phải chờ đợi hơi lâu, mà tôi lại muốn trả thù cho thật sớm, cho nên tôi mới thân chinh tìm đến chốn Diêm Đình, chỗ Tương Lân nhờ ông giúp một lần. Sổ sinh tử hiện ông đang nắm giữ, ông muốn mạng ai hết thì người đó phải chết. Nếu mà ông chịu giúp cho cái thì rồi đời con khỉ ngông cuồng. Tôi xem qua thì trong sổ ghi rằng Tôn Ngộ Không là do đá sinh thành, nó đã có khỏi luân hồi sống mới chết, nó mới chịu hai ngàn bất tử trong đời đời. Kim kim nó có đầu đã định nó không bao xa. Dạ mong giúp giùm ơn kia xin báo đền. Khó lắm, khó lắm, ông thông cảm cho tôi. Là Diêm Chúa quyền cao chức trọng thật, nhưng đâu phải muốn bắt ai chết là được có đâu. Có gì khó đâu, ông chỉ cần gặp chút xíu cái tên của nó thôi mà. Mạng một con khỉ thì có đáng kể chi. Công của ông tôi xin đền đáp xứng đáng. Dạ đây, đây là đặc sản của Thủy Cung xin kính tặng. Cái gì đây? Dạ dạ quà. Không được, không được, tôi đâu có biết ăn thịt rùa, thịt rắn, tôm là cua, tôi cử, nhất là cá đuối, tôi sợ lắm. Tôi có bệnh phong, ăn vô ngứa lắm, ngứa lắm. Nè, nghe nói đồn ở dưới Thủy Cung có nhiều ngọc lắm mà, phải không? Dạ cũng không nhiều lắm, nhưng cũng đủ một hộp đầy. Hả? Dạ, để cho ngài xỏ sâu đeo chơi. Dạ, dạ đây. Chỗ này xỏ được mấy sợi? Dạ chừng 8 sợi. 8 sợi à? Dạ, mà mỗi một sợi cục ngũn hà, cỡ một thước mấy thôi. Được rồi. Nể tình ông, tôi sẽ giúp. Nhưng ông nhớ hả? Tôi giúp ông chính vì tình, vì nghĩa, chứ không phải vì hộp ngọc này. Tình tôi ông biết mà, đâu có thích ngọc ngà châu báu. Có thì đeo chơi chưng diện với người ta, mà không có thì có sao đâu. Dạ tôi biết. Bơ ngưu đầu mã diện, kiếp theo lệnh ta truyền, tức tốc tới Dương Gian tìm Tôn Ngộ Không trong nã. Dạ dạ xin cảm tạ. Vừa lòng ông chưa? Dạ. Thỉnh đại vương ra chủ trì đại yến. Hôm nay là ngày gì mà các ngươi yêu cầu ta đổ máu, mặc giáp vàng tề chỉnh vậy? Dạ dạ rồi đại vương sẽ biết. Ơ kìa, hương thơm ngào ngạt, hoa đẹp giăng đầy, trái cây chín mọng, rượu quý ê hề. Hôm nay là ngày gì mà có vẻ trang trọng quá vậy? Và bẩm đại vương, hôm nay là ngày đầu xuân, quá rừng khoe sắc thắm, cây trái chín nắng cành, chim muôn đều vui hót. Vui quá. Chúng tôi
mở tiệc mừng đại dương, đã danh lừng bông bề khắp dương thế xa gần, muôn loài đều kinh nể. Rồi ta là chúa ở đây mà, đẩy chén rượu trí âm xin dân bậc anh hùng. Ta đẹp và vô cùng, nào tất cả hãy cùng ta nâng cao chén quạt cà mừng quá quá sơn muôn thớ thanh bình, mừng đại dương vui ngày loan cũng hòa minh. Dạ cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn. Ủa mà sao lại có loan phụng hòa minh gì nữa? Chuyện gì vậy hả đại bạch viên? Xin đại vương chờ đợi thêm chút lát sẽ biết rõ ngọn nguồn. Nào tiểu bạch viên, hãy mau đến đây ra mắt lại mừng động chú. Dạ dạ, thiếp là tiểu bạch viên, xin cúi đầu ra mắt đại vương. Tiểu bạch viên đại bạch viên, cô ả dưỡng trắng này con cái của ai mà trông dễ thương quá vậy? Dạ nó là tiểu bạch viên, ai nữ của kẻ thuộc hạ này đó đại vương. Con của ngươi đó, hèn chi ta thấy nó trẻ hơn ngươi nhiều ha. Nó ta miễn lễ đó, đứng dậy đừng quỳ nữa. Dạ xin cảm tạ đại vương. Kính mừng loan phụng hòa minh. Nè, lại loan phụng hòa minh. Mà loan phụng hòa minh là à, đó thôi tôi ta hiểu rồi. Nè, phải đám cưới đó không? Ta muốn biết bữa nay đám cưới của ai vậy hả? Dạ dạ, dạ bẩm đại vương, hôm nay là ngày lành tháng tốt, tiết xuân sang làm ấm áp cả rừng xanh, thiếp được cha và tất cả muôn. Đời của ta đã xuất gia tu hành thì chuyện tình chuyên kể như không dương dân. Đại vương chắc là đại vương chê tiếp không mà xứng cùng hùng anh. Đừng nghe trách nhi vì một lời ta đã thề cùng với tôn sư, không mà đoái quầy khát khao luôn giữ lòng thanh cao, bao là thu ở trần gian trong lòng không dương chân và mơ màng để rộng đường tới cõi thiên tiền. Lòng ai đã quyết một lòng thì thiếu gì biết cúi đầu ôm nỗi sầu không biết vô duyên. Ta cũng xót xa cho một kiếp qua kia lắm cảnh bẻ mang, nhưng ta không kết dây chỉ hồng thì phải đành đau lòng. Đại vương ơi,
sợ thật thì con ở đâu, thì con ở đâu. Nói mừng vui chưa trọn thì bờ mi nhi nữ phải nghe cài bới lệ thương sâu. Không thay đổi cầu thầy, vậy là kiếp đành con sầu vàng đi. Con kiếp cam lòng nuốt lệ thở than, than cùng đất rồng trời cao sao đành nở đắm con vào trái ngàn. Thôi, lập ta đã quyết thì đừng có bàn cãi thiệt hơn. Sao lại vậy cả? Sao đầu óc ta chợt mệt mỏi mà nó lại quay cuồng? Chắc là tại vì nãy giờ ta mãi vui nên quá chén. Bây giờ tất cả cứ tiếp tục vui sai, còn ta thì ta phải đi. Kìa, đại vương định đi đâu vậy? Thì đi ngủ chút xíu cho khỏe chứ còn đi đâu nữa. Ê, ta đi ngã lưng ngủ chút xíu rồi. Tôn Ngộ Không, mau kiếp theo ta về Diêm La Điện. Ủa, ai kêu vậy? Các người là ai? Ngô Đầu Mã Diêm. Các người dẫn ta đi đâu đây? Xuống cõi U Minh. Cõi U Minh? Chỗ đó là chỗ nào vậy? Mà chỗ đó có vui không? Im đi, tới đó rồi sẽ biết. Tôn Ngộ Không đã đến Diêm La Điện thì phải bỏ thoái hung hăng, nếu không đừng trách sao thân bị nhục hình đau đớn. Ông là ai? Trước mặt ngươi chính là Diêm Chúa. Diêm Vương. Thế ra chỗ này là địa ngục A Tỳ. Hả? Chủ chết, tại sao ta bị dẫn tới đây? Hả? Tại vì số của người đã hết thời vượt sông nên phải dẫn thế. Bảy 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 không, Ngộ Không này trời đất sinh ra lại chắc não tiên thành kẻ thượng tôn. À, chắc là Diêm Chúa đang muốn mẹ mời bằng lòng lão tôn. Thôi, hễ có sinh tức là có chết. Quân chi ngươi chưa phải là một thần tiên, đã xuống ở đây thì phải ông ngoan thì điên. Nó không sẽ rất lụy phiền vào thân. Nhưng nếu còn mở miệng ở phần trần, ta tìm đến xuất sắc lưỡi liền nghe chưa? À, bé
lâu diễm chúa đã có thói quen ông hạch. Vậy thì sẵn dịp bữa hôm nay, lão tổ mạng phép đổ tài cho diêm vương bớt thói kiểu cần từ lại ăn nói sẽ dịu dàng hơn. Canh bơ này nhu đầu mà nhìn mau đi thổi cái không biết lễ có xa chi kim bọn ma quỷ yêu hèn, chỉ cần một kẻ cứu đủ ta hay. Có lẽ bữa hôm nay âm phủ hết thời nên mới chậm nhầm lão tổ. Người tài cán bao nhiêu mà dám khua môi múa đỏ. Chà, tính lè lưỡi nhè nanh nhát ta đó hả? Đừng có mong ta sợ, xem chiếc bản của lão đâu đi. Ây ạ, trăm lại ngàn ngàn lại ngàn, xin ngài nguôi cơn giận. Quả tôi lầm, xin ngài thương mà tha lỗi cho tôi. Sao ban nãy ngươi bảo là không lầm, muốn ta tha mạng? Dạ. Mau lấy ngài sổ sinh sổ tử ra cho ta xem. Dạ, dạ, có đi, dạ, có đi, dạ, có đi. Dạ, 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 tôi lấy. Xem nào. Dạ, 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 đây, dạ, đây ngài, dạ, đây ngài. Họ hàng nhà khỉ đây rồi. Dạ, dạ. À, tên ta đây, Tôn Ngộ Không, khỉ đá trời sinh. Thôi, ta cứ việc xóa tên tuổi của ta và của bọn khỉ con là xong. Trời ơi, không được, không được, không. Xin ngài xuống tôi, tên của ngài, ngài muốn xóa thì cũng được. Nhưng mà bọn khỉ, dưỡng, đời ơi, lọ nồi, và xin ngài chớ xóa. Sao vậy hả, sao vậy? Dạ, 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 thưa ngài, đây là sổ sinh tử do trời sắp đặt. Nếu ngài xóa đi thì coi như đảo lộn ngũ hành. Xin ngài nới tay, dạ tôi vô vàng nồi. Nhộn, nhộn, dạ đây, dạ đây, dạ đây. Dạ đây, ông ta lấy cái gì, gì lấy, gì lấy. Dạ, dạ, dạ. Dạ. Gì đấy? Ngọc. 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 Cái này ăn được không? Đồ chay hay đồ mặn đây? Dạ ăn không được liền. Nhưng mà ngài muốn ăn gì có nấy. Bởi vì khi ngài có ngọc rồi, có gì ngài có đủ thứ ở trong tay. Chay bằng gì cũng đời được hết á. Ta hiểu rồi. Ông tính hối lộ cho ta phải không? Dạ không à, dạ không dám hối lộ à. Dạ tôi không dám nói à. Dạ thưa ngài, không phải là hối lộ đâu, mà đây là một sự đổi trao sòng phẳng. Xạo xạo Diêm Vương mà xạo. Theo luật tu hành, nếu ta không nhận thì tốt, còn nếu ta nhận là ta phạm vào giới cấm, đó là tội tham lam. Vậy thì không, không nhận mà cũng không thèm trả lại. Hả? Xem đây, ngọc kia tan giới cho ngươi không kinh. Trời ơi, ngọc đá giới tan còn đâu. Không đã quyết lách xa thắp đèn, cái mộng châu báo phiếm là đổi lòng. Dấu sông gần bụng cũng chẳng hồn thanh, giờ đây ta xóa tên trong trầm luân. Từ nay thân xác không bao giờ tan, xóa tên cả luôn khi còn khi già. Trời ơi, con khỉ cá gàng lộng hả?